Năm 2024, huyện Đức Cơ phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,75% dân số và đến năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98% dân số. Để có thể gia tăng chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế qua từng năm và nằm trong top 3 địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 97%, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Đức Cơ đã phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở các xã thị trấn trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, rà soát những trường hợp được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định 75 của Chính phủ và Nghị quyết 48 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để tuyên truyền vận động tham gia bảo hiểm y tế để được hưởng hỗ trợ mức đóng. Qua đó, giúp người dân thụ hưởng kịp thời các chế độ chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, giảm bớt chi phí khi không may đau ốm tai nạn, đồng thời góp phần giúp các xã đạt chuẩn và duy trì xã chuẩn nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.